bầu không khí sôi động ấy, họ cũng đã có những cách rất riêng để tận hưởng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và phải tới ngày hôm qua thì nhóm phóng viên của VTV mới có dịp được trải nghiệm cách xem bóng đá đặc trưng của người dân bản địa, cùng tới với ghi nhận của phóng viên Hoàng Cường tác nghiệp tại Qatar. Do không mua được vé vào sân Al Bayt nên tối nay anh Mohamed Faris đã đưa cả gia đình tới fan zone để cổ vũ cho đội tuyển Qatar. Đây là fan zone riêng tư và phải trả phí. Mỗi người vào đây là 500 riyals, tương đương với 150 đô la Mỹ. Chúng tôi sẽ ăn uống và cổ vũ.